sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu để biết bao. Những xích mích lâu nay ta hãy cùng ngồi xuống đây, cùng chung tay vui quên tháng ngày. Tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, 90 ngày qua chữa trang tình thương. Màu hoa phương thắm máu con tim mỗi lần. Mẹ, mẹ, mẹ. Hả? Đi. Đi với con. Đi đâu con? Trời, mẹ đang cắm hoa mà con chú hồn tí tới liền bây giờ đó con. Để về cắm sao, con có chuyện quan trọng lắm, mẹ phải đi với con mới được. Trời đi, ơi, tự nhiên đi. Sao mẹ em đi trơn. Bây giờ mẹ đi. Ủa? Hà, không. Anh tới dùng bữa với hoa nè. Không, tới thì con đừng, mình ăn cơm rồi mình đi con. Ăn cơm sao được mà chú, ăn cơm sao được đúng không? Chú ngồi chơi đi, con đi với mẹ con chút rồi. Rồi chút nữa con trả mẹ con về cho chú sao nha. Ngồi đi, để đi với con gái rồi chút là hoa về nha. Ủa hoa có chuyện gì mà gấp dữ vậy? Có cần Hùng đi theo đi, hỗ trợ không? Được rồi, đi đi. Cái chuyện này là cái chuyện phụ nữ thôi. Cái chuyện là mẹ với con nói chuyện với nhau. Chú là đàn ông không có đi được. Đi. Đợi mẹ nói vài lời với là Hùng ơi, Hùng ngồi đây chờ qua chút xíu nha. Rồi một hồi Hoa về dọn cơm Hùng ăn ha. Rồi Hoa đi với mẹ. Cho chú nói chuyện chút xíu thôi. Thôi Hoa đừng để Hùng, mong mỏi đợi chờ nha. Chờ Hoa nha. Rồi đi. Dạ. Chú mình đây nha. Đi mẹ. Con ơi, có bị công an bắt gì, điện thoại cho chú nghe con. Mình có lỡ lời không ta? Ủa, đi đâu mà về lẹ vậy Hoa? Hoa đóng cửa luôn nghe. Không phải Hoa. Ủa? Ai đây? Xin tự giới thiệu, em là Linda Hương. Linda Hương. Dạ, em ở bên Mỹ mới về á. Em ở bên nào? Mỹ á. Bên Mỹ hả? Em là bạn của chị Hoa á. Không biết chị Hoa có nhà không hơn? Chị Hoa, đi y công chuyện rồi. Ủa, anh bị gì hả? Anh bị chứng do anh bị liệu. Anh bị liệu. Chị Hoa đi ra ngoài rồi hả? Anh là gì của chị Hoa vậy? Anh là bạn. À, không phải. Anh là em họ của chị Hoa. Em họ của chị Hoa hả? Thật quỷ này. Bị kẹt trễ nha mọi. Con quỷ này. Xin lỗi em. Anh em họ thiệt nhưng mà anh lớn tuổi hơn chị Hoa gấp đôi lần á. Vậy hả? Trời ơi, em không ngờ chị Hoa lại có một người em họ đẹp trai đàn ông như anh. Lần đầu tiên trong đời có người khen tôi đẹp. Em ơi, mắt em có cận không? Mà em... sao em đeo kiếng vậy? Em đeo kiếng cho bộ thôi hả? Quá trời. Em sáng lắm, em tỏ lắm, em nhìn anh rõ lắm. Em chẳng hay em tên gì vậy em nhỉ? Em giới thiệu rồi á. Em là Linda Hương. Cái gì? Soda Hương á? No, Linda Hương. Linda Hương. Ui ta. Ủa em bị gì vậy? Ui ta. Con gì nó kiến, con kiến nó không em. Để em bắt giùm cho em nha. Mà không được. Sao vậy? Người khác giới gia chạm vô người khác giới kỳ lắm. Không có sao đâu. Ở bên Mỹ á người ta thoải mái lắm. Bắt giùm em đi, ngứa quá. Anh bắt nha. Quỷ à,
Sao Hương đánh anh? Sàn sổ quá à. Tôi kêu police tôi bắt bây giờ. Ở đây không có police. Không có police thì công an. Ở đây có công an. Mà tôi kêu mà công thôi an. Cái này là tôi bắt kiến giùm cho Hương mà. Sao Hương đẹp mà Hương dữ quá à. Hương Hương có thể cho Hùng xin số điện thoại được không Hương nhỉ? Để hôm nào mà Hương rảnh á, Hùng có thể mời Hương đi dùng coffee. Số điện thoại á hả? Thì cũng được á. Có gì mình lấy số điện thoại nhau rồi mình phải tham nhá. Lấy số điện thoại để cái gì mà phanh thay? Phải tham á, thôi móc điện thoại ra đây cho rồi phải tham luôn. Không hiểu á nha, không hiểu phải tham là cái gì á. Rồi, hiểu rồi. Thôi kệ, cho số điện thoại, rồi điện thoại uống cà phê cũng được. Hương đọc số điện thoại của Hương đi, rồi cái anh nhá mãi qua. Nhưng mà Hương đừng có bóc máy nha, tốn tiền. Ôi dồi ôi, số điện thoại là số mấy ta? Trời ơi, số điện thoại của Hương mà, Hương hỏi giống như hỏi Phong Long vậy. Đọc số điện thoại cơ. Đọc đi kệ. 028 028 114 114 115 115 113 1. Ủa Hương, số điện thoại sẽ giống của liên ngành chữa cháy cấp cứu đốt nhà của vợ. Đâu biết đâu, người ta đọc mà. Ai đọc? Chị kia kìa. Sao chị đọc? Vậy làm sao? Cảm ơn em nha. Xong rồi ha. Một chậu trà sữa nha. Cảm ơn chị. Trời không ngờ chị có em họ dễ thương quá à. Vừa dễ thương vừa đẹp trai ha em ha. Cảm ơn em nhiều nha. Rõ rồi ha. Mới đi ra ngoài có vài phút là lòi cái mặt ra liền ha. Lòi gì đâu. Trời ơi, Hoa hiểu lầm Hùng rồi. Hương với Hùng không có gì hết trơn. Xin số điện thoại rồi phải không? Không, cái này là Hương năn nỉ Hùng để mà đưa số cho Hùng á chứ. Hùng không có xin số điện thoại của Hương. Vừa rồi cho rồi đó. Ba số điện thoại luôn rồi đó. Một là tôi đốt nhà của anh, hai là đưa vô bệnh viện cấp cứu ha. Nếu mà còn sống á kêu công an bắt luôn. Đi ra khỏi nhà tôi mau lên. Cút đi đó. Đi đâu? Đi đi mau lên. Đi đi ra đi. Sao đi ra khỏi em... đi. Sao em nặng chân với anh quá vậy? Đi hoàn ra hoàn ra. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Hoàn ra trời ơi hoàn ra. Yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia trời ơi là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.